Khiếp, mày nói hello chị đêm. Có tiếng không chị? Có tiếng ở bên Pay Trang Khàn Inflation không mọi người? Mọi người nghe thì có tiếng không? Mọi người thấy có tiếng không nhỉ? À bây giờ có rồi, chắc tại vừa nãy em bấm vào cái ấy đấy chị. Rồi. Em nói mấy chị nghe, bà Kiến nhà em, các chị cứ bảo rằng là tại sao lại ép con học như vậy ha. Các chị hỏi em là tại sao ép con học như vậy. Em không có ép nha mấy chị. Nhưng mà quan điểm của mỗi nhà khác nhau thưa mấy chị ạ. À vừa mới đi ăn, vừa mới ăn một tô phở gà và bốn cái chân gà lặng lẽ làm hai viên đốt mỡ bụng. Của ngài phải đốt mỡ bụng cho nó gầy. Các chị phải nhớ cái này. Trên đời này ấy, cái gì đấy? Nghe ai ơi? Trời ơi, đáng đâu mà đầu mù tóc rối gì trời. Ở nhà mưu sinh. Tao đang ngồi ở Thái Lan ngay cái chỗ mà anh em mình ngồi ở phố Tàu đang ăn nhậu đây nè. Ăn nhậu đừng có coi. Đây từ từ nha, tao ta lật cho hình cho mày coi. Đủ quá. Con em nó ở nhà ha. Ủa mà nhìn trai mà hú hồn đó. Chắc trai... nó to rồi, nó bực bả luôn á. Trời ơi, trai hú hồn, tôi lại tưởng ông kêu là có thằng đàn ông là hú hồn. Anh đi cơ quan mà. Đang live hả? Thì live stream lên tuyến, buồn quá, có dịch gì làm. Ok, thôi làm đi, anh ngồi, anh nhớ, tao ngồi tao gọi thôi nữa. Bao giờ ai về? Định mua gì thấy không, tao mang về. Không, cũng không cần gì mua gì, em cần gì mua gì, không mua gì, đừng mua gì. Thấy là thích gì ở đây thì nhớ nói tao, tao mang về thôi. Chả cần mua gì cả hai ạ. Ok hai. Bye bye. Chết mẹ rồi. Đây. Chào Nam Đào. Chào chị.
Em là các chị, hôm qua em cho bà kiến nhà em ra ngồi bến xe em cũng gọi là đau lòng đấy. Em cho con kiến ra ngồi bến xe em cũng đau lòng lắc ruột nha mấy chị. Chứ phải tự dưng mà em bình yên được đâu. Ha. Mà có mấy chị ấy mà tại sao em lại chia sẻ câu chuyện con kiến nó phải đi ra bến xe? Thứ nhất là có nhiều chị nói rằng là em khắt khe quá, không phải khắt khe các chị. Tính đến tuần này là tính đến 3 ngày trước là con kiến nó nghỉ hè 1 tháng không phải học rồi. Tuy nhiên em là một người có những nguyên tắc, mặc dù nghỉ hè nhưng mà con em nó vẫn dậy 7 giờ sáng là muộn nhất, còn không là 6 giờ nó vẫn dậy. Mỗi người đều có một quan điểm. Mỗi người đều có một quan điểm về con cái như mấy chị. Tuy nhiên có những chị mà bảo rằng là em gì, em bắt ép con em quá, không phải. Ở đây không ai bắt ép cả. Ở đây em không bắt ép. Mà là quan điểm của mỗi một người. Vì là sao em muốn con em nó tuân thủ nguyên tắc. Nó tuân thủ nguyên tắc là để nó đi nó ấy thôi. À, nó đi học hay là nó nghỉ hè thì nó vẫn phải có cái nguyên tắc là để nó tập trung vào cái việc là nó phải dậy đúng giờ. Con các chị nghỉ hè có thể ngủ nướng nhưng con em thì không. Nha mấy chị, mỗi một người đều có cách dạy con khác nhau và quan điểm của chúng ta đều đúng theo lăng kính nhìn của chúng ta. Nhưng em chia sẻ chuyện em kêu con em nói chuyện rất bình thường, các chị bảo em bạo lực. Em nói thật, giống như kiểu cái dạng mà bọn cuồn cuộn con ấy. Mình hỏi rất nhẹ, thằng Phản Phúc kia thì bảo là mình bạo lực tâm lý. Giống như đứa trẻ mình, con em hỏi đúng một câu là, em hỏi những câu đơn giản là gì? Thế bây giờ con ở nhà với mẹ vui hơn hay con ra đường vui hơn? Nếu con ở nhà với mẹ mà con phải học nhiều quá, con phải làm bài tập, con thấy mệt mỏi, thì con có thể đi ra đường, đúng không? Chưa chửi câu nào, chưa đánh câu nào, chỉ đơn giản chỉ là một cái màn đối thoại. Nếu như con muốn tự do nói chuyện với bạn bè, con muốn tự do ăn ngủ giờ nào con ngủ, thì con sẽ không còn ở trong nhà mẹ nữa. Còn việc nếu như mà con làm bài tập đầy đủ, con làm tốt công việc của con, thì con vẫn FaceTime nói chuyện các bạn hàng ngày mấy tiếng đồng hồ, vẫn chơi bình thường. Có một số chị bảo rằng là đem con ra câu like, xin lỗi không quan tâm. Em chia sẻ câu chuyện đó để cho các mẹ nhìn thấy, để hiểu rằng là chúng ta đừng nuông chiều con trẻ. Chúng ta nuông chiều nó quá, đến khi vào đầu năm học rất mệt trong cái màn gọi dậy là một, bảo làm bài tập là hai, bảo học hành nghiêm túc là ba. Cái sự nghiêm túc nó phải luôn đúng. Có rất nhiều phụ huynh ở lớp con kiến, các cháu vẫn đi học hè bình thường. Học hè ở đây em thật em cũng chẳng bao giờ hỏi cô giáo dạy gì. Không bổ dọc cũng bổ ngang. Đến giờ con kiến học tiếng Anh, cô giáo vẫn dạy how are you, I'm fine thank you, how old are you. Tất cả đều vẫn đang chỉ hỏi những cái câu hỏi của lớp 5 tuổi thì nó đã biết là how old are you, hello, I'm fine thank you. Tất cả những câu đến bây giờ kiến nó đang học ở nhà cô giáo dạy tiếng Anh cùng với các bạn học cùng lớp. Nó chỉ là một dạng ôn tập mà thôi. Tuy nhiên với em nguyên tắc và em cực nghiêm khắc, cô giáo cho bài tập về nhà bắt buộc con phải làm. Bởi vì đó là gì? Đó là sự tôn trọng giáo viên. Giáo viên người ta lên một cái đề cương dạy con mình, kể cả là ôn tập, kể cả là những điều con đã biết, nhưng con vẫn phải có trách nhiệm làm bài tập. Đấy là sự tôn trọng giáo viên, tôn trọng chất xám của người khác. Còn con em cái chuyện mà không làm bài tập, nhắc nhở cũng nhẹ nhàng 1-2 ngày rồi, vẫn quên không làm, vẫn tập trung FaceTime với các bạn, thì phải có kỷ luật thép thôi. Các chị không thích kỷ luật thép con các chị, đấy là quyền các chị. Các chị không được quyền đưa ra quan điểm đả kích cái quan điểm của em. Tại vì em không nói các chị là nên làm giống em. Em chỉ đang chia sẻ là với con mình mà nó không chịu làm bài tập, nó quên như vậy ạ, thì em như vậy ạ. Các chị thì sao? Các chị bảo em bạo lực tâm lý con mình, các chị sai rồi. Các chị cứ dễ dãi với con các chị, đấy là quyền các chị.
các chị dễ dãi con các chị, đấy là việc của các chị. Nên nó mới có cái chuyện cùng là 25 tuổi đi ra đời đi làm, có những đứa nó đã lên đội trưởng của đội chạy bàn, có những đứa 25 tuổi nó đã là gọi là trưởng của một cái team nào đó. Còn con bạn 25 tuổi đi làm thuê dắt cái xe máy không xong. Nguyên tắc kỷ luật của cha mẹ sẽ chính là nền tảng cực tốt giúp con của mình trưởng thành sau này hay không. Tại vì em cũng được rèn rũa từ nguyên tắc cơ bản của gia đình em. Em đi làm không là trễ giờ. Em có việc là đúng giờ để em dậy. Không bao giờ có chuyện là em dậy trễ và đi trễ. Em tôn trọng công việc của mình. Em tôn trọng tiền của người khác trả cho em. Đó là lý do khi em đi làm người mẫu, em không bao giờ bị nhà thiết kế cancel. Bởi vì em có cách làm việc của em là tôn trọng đồng tiền người ta trả cho mình. Vâng chị Hoàng Anh, các chị lại bảo em là gì? Ép buộc con em chưa bao giờ cần con em phải học số 1 của lớp. Em cũng chưa bao giờ cần con kiến nó phải đạt top 10, top 3 của lớp của trường. Chưa bao giờ cần. Nhưng yêu cầu đi học là phải lắng nghe cô giáo giảng. Cô giáo giao bài là phải làm. Đấy là một sự tôn trọng giáo viên. Mình không dạy con mình tôn trọng giáo viên thì làm sao con mình biết tôn trọng người khác. Giáo viên là cha là mẹ thay mình dạy con mình kiến thức. Giáo viên cho bài tập về nhà, con mình không làm. Ha. Đây là mạng xã hội đã đăng tin lên là cộng đồng người ta sẽ bình luận. Xin lỗi các chị đi, các chị sai rồi. Em không trưng cầu dân ý. Các chị thích thể hiện ở Facebook các chị, về dạy con các chị. Các chị không cùng quan điểm với em có nghĩa là chúng ta không cùng chiến tuyến. Chúng ta không cùng chiến tuyến có nghĩa chúng ta không cần nói chuyện. Các chị tài giỏi, đảm đang, các chị dạy con các chị. Đời con dài, cuộc sống và hành trình dạy con là một quá trình rất dài. Con các chị là các chị hiểu tâm tính, cũng giống như em là cực kỳ hiểu tâm tính con em. Nhà giống như mùng 1 Tết ấy các chị, mình mở cửa đón khách không có nghĩa là chó được vào nhà nhé. Facebook của mỗi cá nhân nó giống như một căn nhà nhỏ. Người ta để public không có nghĩa là mình được vác mõm vào sủa. Các chị hiểu vấn đề không? Tôi để chế độ public không có nghĩa là tôi cần các chị vào để dạng danh công quả cho các chị. Không nhu cầu. Có nhiều chị vào kêu con này câu like. Xin lỗi đi. Các chị dùng mạng xã hội làm gì? Các chị có câu like không? Em không nhu cầu like rồi đấy. Like đéo ra tiền. Thay vì đăng cái clip đấy, em đăng mẹ clip bán hàng, bán túi, bán kính cho nhanh giàu. Quan điểm ở đây là quan điểm chúng ta phải cứng rắn với con nít. Càng nhỏ càng phải cứng rắn. Bởi vì nếu không cứng rắn, nó lớn ra khỏi nắm. Các cái chị mà hay vào bình phẩm này kia, về xem lại con cháu mình đi. Nhìn lại con cháu mình xem mình nói nó có nghe không. Nhìn lại con cháu các anh chị đã tốt đẹp và đã ngoan chưa. Em thấy nhiều chị trông đạo mạo lắm, ra chỗ công cộng cho con cho cháu cho cả giày dép lên ghế ngồi của người ta. Có nhiều chị trông học thức và tri thức lắm, ra chỗ công cộng là bê cháu đặt đít lên cái bàn ăn của người khác. Xin lỗi các chị đi, các chị đưa chưa đủ trình để rèn luyện con cái. Nhiều chị trông rất là đạo đức các chị ạ, nhưng mà hiển nhiên ra chỗ đông người khạc nhổ. Dạy con dạy cái có dạy không?
hay kêu con kêu cháu mình lấn tuyến lấn làm. Đó, mấy chị ấy, những chị nói đạo lý thường sống như cái lồng không à. Còn nhiều má bảo tôi là gì, tôi dạy con tôi kiểu gì á, tôi dạy con tôi kiểu gì thì thầy nào cô nào dạy con kiến sẽ biết. Tôi luôn yêu cầu con của tôi, thứ nhất, đi học phải nghiêm túc, giày dép sách vở phải tự dọn, đừng để giáo viên người ta mất thời gian vì mình. Ngủ trưa ở trường là phải tự gấp chiếu, gấp mền của mình, cất gọn, chuẩn bị cho con mình những cái túi để đồ của con mình gọn gàng sạch sẽ. Ha, còn tôi cũng không bao giờ, tại sao các chị hỏi tôi là tại sao không để cho tóc con tôi dài á? Hiển nhiên nó để tóc dài là hơi bị nữ tính và xinh. Nhưng tại sao ư? Tại vì tôi nghĩ đến những giáo viên khác, nhất là những cái chị mà làm cái gọi là bảo mẫu ấy. Các chị một ngày, các chị chăm con, các chị mệt bỏ mẹ rồi. Đừng nói đến giáo viên, nó bảo mẫu người ta chăm mấy chục đứa trẻ. Con các chị ấy, tóc thì dài, mồ hôi một cây mướt mải, nghịch như quỷ ấy. Giờ ra chơi, giáo viên người ta phải chải đầu buộc tóc lại cho các con các chị. Mấy chị nào ấy mà con để tóc dài đến đây này, các chị nghĩ xem, nếu mà chiều đi học về ấy, con các chị tóc nó vẫn gọi là nguyên một cái tết rất là chặt chẽ. Các chị đã bao giờ nghĩ rằng là đó là cái các chị tết từ sáng không ạ? Xin lỗi mấy chị đi, mấy cô bảo mẫu ấy, sau giờ ngủ trưa con các chị ấy, họ đều phải chải đầu và buộc tóc lại cho con các chị đấy ạ. Các chị có bao giờ nghĩ đến một lời cảm ơn đến các cô bảo mẫu chưa ạ? Xin lỗi đi, em này, vì con em biết, tính nó rất là nghịch, nó rất là hiếu động, và nó rất nhiều mồ hôi. Chính vì thế, em phải cắt tóc cho con em luôn luôn ngắn, lúc nào con Kiến cũng tóc ngắn. Để làm gì? Để đừng phiền hà cô giáo. Còn sau này con 17, 18 tuổi, con điệu, con muốn điệu thì con tự chải đầu, con tự sấy tóc, con tự buộc tóc. Nhiều chị kêu chị bị làm sao ấy, Kiến để tóc dài rõ đẹp. Dạ, I know I'm understand, I see, ok, long hair, very beautiful. Nhưng mà vì con mình nó nghịch, nó không thể nào mà tự buộc tóc được, vì nó không thích buộc tóc nên lúc nào nó cũng giật ra. Và khi nó giật ra thì nó mất ma, mất mải mồ hôi. Ra chơi 15-20 phút làm người toát mồ hôi, ướt nhường nhược ra. Ngồi học thì sẽ không tập trung, nó sẽ ngứa, vì con Kiến hay bị ngứa, ngứa nó gái. Trời à, còn ở nhà cũng vậy, nó phây thang với bạn bè nó cũng nhảy múa múa, không giúp việc nào mà đi theo để mà lau mồ hôi hoài với buộc tóc hoài cho nó được. Các chị ạ, nói chung em làm cái gì ấy, em cũng hiểu rất rõ con em. Nên chính vì việc nó biết mình rất thương nó, rất nhiều lần nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên răn, con ráng, 3 lần thôi, cho 3 lần xin lỗi rồi, lần thứ 4 thì cho biết thế nào gọi là ra đường. Các chị kêu bằng gì? Bạo lực tư duy ấy. Xin lỗi mấy chị đi. Gớp. Các chị nghĩ cái đời các chị ấy, thời mình còn bé, bố mẹ còn chửi bỏ mẹ ra, còn đánh bỏ mẹ ra, ở đó bạo lực. Em này, sống được nguyên tắc như thế này là do bị ăn đòn đấy mấy chị ạ. Em bị ăn đòn từ bé, không nấu xong 4 nồi cắm lợn, 150 con lợn mà dám vác cái mặt đi sinh hoạt hè, ông già đánh cho tút xác. Bạo lực cái gì? Bình thường gia đình không có điều kiện thì đừng có ham hố ăn chơi, lo mà làm việc phụ bố phụ mẹ. Bị đánh từ bé đây. Lên cấp 2 là đi chở bàn thuê với cọ bàn thuê. Ai ở cái làng Xuân Phương Vân Canh nhà em mà không biết em mà chuyên chở bàn thuê với cọ bàn thuê cho cả cái chợ đấy. Chả nhẽ cũng oán giận bố mẹ à? Không ạ. Tư duy của bố mẹ dạy con cái cảm nhận về cuộc sống như thế nào là do mình hết.
gớp. Các chị thử làm giáo viên xem, giao bài tập không làm xong lên giáo viên người ta sẽ nghĩ thế nào. Có những người người ta sẽ không bao giờ nói. Nhưng mà con mình là phải có nguyên tắc. Có thể làm bài tập không đúng, làm bài và đáp án không đúng, có thể là con mình không quá thông minh, nhưng bắt buộc con mình phải tôn trọng. Thì sau này sao ạ? Giống như chị đi, giống như em này, em làm chủ. À Long, à chạy ra chợ mua giúp chị một ít đồ cúng, ít quýt đường, 3 cây nến, mang về để cúng em nha. Vâng, vâng đi liền. Có thể nó mua cái trái cây không tươi, cái hoa có thể chưa tươi, nhưng rõ ràng nó đi liền. Nó khác hẳn với những đứa vâng. Vâng xong đứng con mẹ tám chuyện với mấy con mụ bán nước, 30 phút sau vẫn chưa có đồ để cúng. Khác nhau như mấy chị. Mình không đòi hỏi nó phải mua được đồ đẹp nhất và tươi nhất, nhưng nó đã đi rồi là mình không la được nó cái gì cả. Nó mua không được như mình mong muốn thì mình chỉ nói em ơi cái này là nó hơi bị héo, lần sau mua cái tươi hơn nha em. Còn mày muốn tươi thì mày đi mà mua. Nhưng mà nó khác hẳn với cái đứa được giao nhiệm vụ và đứng giàu mỏ lên. Nhà em nhân viên em biết mà. Em ơi xuống gọi toilet, em ơi dọn mấy cái thùng rác ở dưới mấy cái gập bàn đi. Dạ vâng. Dạ vâng xong đứng hóng chuyện. Có làm đâu. Tại vì bản chất là cái tính cách không tập trung, không có cái nền tảng của sự tập trung công việc. Nhưng nếu như các chị rèn cho con các chị nha, những cái quan điểm về việc bố mẹ nói cái gì là phải làm liền, hứa với bố mẹ cái gì phải làm liền, phải làm được, phải làm, thì nó sẽ thành cái thói quen. Ui rồi ba Tân Đằng ơi, con bảo thì con táp mẹ thì con không có đủ tuổi đâu, ra biển đi. Gớp, mấy chị kêu em gì? Mày chửi bậy, vậy mày dạy con mày sao? Các chị nghe con em chửi bậy bao giờ chưa? Em chỉ sợ ấy, mấy chị mà luôn nói lời ngọt nhạt ấy, mới là những chị không dạy được con mình đấy. Mấy chị đấy mới không dạy được con mình, nhá. Trời ơi, các chị an tâm đi. Cuộc đời này nó còn dài lắm. Nên là đừng có nói là vì sao. Những người ấy, người ta sợ đẻ con nhiều. Người ta sợ đẻ con là vì người ta sợ rằng người ta chưa đủ thời gian, chưa đủ yêu thương, chưa đủ điều kiện để chăm cho những đứa con đấy thành người. Thành người đấy là gì? Là người có giá trị. Chứ nuôi lăm lóc cho ăn đấy, cho ỉa đái đấy cũng là chuyện là nuôi bình thường. Mấy chị kêu em là gì? Có đứa con khoe hoài. Xin lỗi các chị đi, con cháu các chị mà được thông minh như vậy ấy, các chị cũng khoe hoài. Các chị đặt cái điện thoại trước mặt nó, nó xem một số vấn đề xem nó trả lời thế nào. Nó trả lời chính xác, nó trả lời thông minh lanh lợi. Các chị chẳng muốn khoe à? Hay là nó cà rốt, nó không đẩy số tốt, nó không đối đáp thông minh được, nên là không khoe được, thành ra sân si. Ghét tôi cũng được, nhưng đừng sân si một đứa trẻ, nó kỳ cục lắm. Gớp, các chị vào bảo ấy, con mẹ chửi bới mất dạy, dạy con thế nào? Dạ, mang con các chị ra đấu với con em cái. Đấu về kỹ năng sống á, cái kỹ năng nhận định vấn đề ấy. Gớm chết chửa. Lâu không thấy chị Trang chửi cũng buồn. Chị đâu có đâu, lâu lâu chị mới chửi chứ có ai dây và chị mới chửi chứ bây giờ chửi nhau với lũ chó ngu trên mạng để làm gì em? Quá mệt. Có mấy con chó già ngu ngục đi vào. Comment này chị. À nó comment này mình nghe ngứa đít này. À nó comment nào nhỉ? Nhìn mặt con này thấy ghét. Đầu má chắc tao ưa chúng mày quá. Mấy con mặt lồn tâm hồn chó dại. Cái con này mặt thấy ghét địt mẹ. Mình nghĩ một địt mẹ chắc tao ưa chúng mày mà chúng mày thấy ghét tao. Ghét tao thì làm được cái con cặc gì tao. Các bà công nhận không? Nhìn mặt con này thấy ghét. Đầu má tao nói. Tao tưởng chúng mày chủ tịch nước thấy ưa chúng mày không? Mình như một địt mẹ mấy con đi.
đầu má khố rách áo ôm trên răng thấy cắt túc. Nhìn mặt con này thấy ghét. Đầu má chúng nó ghét mình chắc mình ưa chúng nó luôn đấy mấy bà. Đầu má nghĩ bụng địch mày, mày không muốn khinh chúng mày thôi. Cái loại phải ăn rau muống nói chuyện quốc gia. Ai mà theo dõi em ký biết này, em có phải làm cái con mày gì cả ngày đâu. Mày sáng ra ngủ dậy nhá, đưa con đi học hoặc đi uống cà phê ăn chơi rích rời dân ruộng. Chị Hoàng Anh công nhận không? Chị em mình hồi bé bố mẹ quân phiệt cho ăn đòn ăn roi. Vì đi chơi mày ham chơi, mày bố bảo mày dám đi chơi. Mày bành thì tú nhà em kìa. Mày em dù vụt bằng dây điện. Vụt bằng dây điện, chập tư. Ước có bé như kiến để quay cũng đã vâng chị. Cái chuyện đơn giản là gì? Ví dụ như con kiến này, nó cũng rất nhạy cảm, các chị hiểu không? Con em biết. Nhưng mà vấn đề khi mà mình dạy con mình ấy, em dạy con em rất là kỹ về cái chuyện là yêu thương người khác. Ví dụ kiến nhà em là hơi ích kỷ. Ích kỷ là gì? Nó chơi với bạn đi vì bạn nào cũng quý mấy mà thương nó, bạn nào cũng thương nó vì nó vui vui tính vô tư mà. Trẻ con với bạn cũng vậy, nhưng mà kiến nhà em được cái này nó thảo. Chơi bạn nó thảo, nó hay nhường nhịn bạn. Nhưng mà nó có một cái tính ích kỷ là gì? Vì nó được, vì nó quý mọi người nên nó cũng mong mọi người là cũng phải quý nó như vậy. Nên là nhiều khi nó gọi FaceTime cho bạn này không được, nó gọi cho bạn kia không được, là nó giận luôn, nó giận bởi lớp Zalo vậy đấy. Thế em phải về em phải dạy lại, em bảo em ơi con ơi, ví dụ như bây giờ con đang bị cấm vận, 4 ngày nay con không được cầm iPad. Thế bạn kia cũng không gọi được cho con, cũng bảo là giận bởi lớp con. Thì là như thế nào? Con không được ích kỷ. Mình gọi bạn không được, có thể là bố mẹ bạn đang sử dụng điện thoại hoặc cái đó để làm công việc. Con phải xin lỗi bạn ngay. Giống như hôm kia đấy, bà Kiến mà đi học, thế là bà bị vừa đến lớp bên đó là cái anh học cùng lớp với cái anh học chắc trên một lớp. Cô ơi cô, Mai Khôi lười học lắm cô ạ. Mai Khôi không làm bài tập. Mai Khôi không làm bài tập và ở trong lớp rất là quậy. Chính vì thế Kiến về mới bị cho ra đến xe đấy. Nhưng rồi vì sao ạ? Sau khi Kiến hiểu ra vấn đề mình sai ở đâu, thì em có nói với Kiến sáng nay là Kiến à, con đi học việc đầu tiên hôm nay đó, à, con nên cảm ơn anh hôm qua mách tội con với mẹ. Vì sao vậy mẹ? Con không thích anh ý. Mình cũng phải phân tích với con là gì? Nếu anh ý không báo cho mẹ biết chuyện đó thì con sẽ không thể học tốt được. Rồi đến khi con không học tốt, mẹ sẽ cực kỳ xấu hổ khi nhận kết quả. Con phải cảm ơn anh ý, vì anh ý báo cho mẹ biết tình trạng của con để mẹ ngăn chặn cái việc con quậy trong lớp ảnh hưởng người khác. Quậy thì theo cái không độ chẳng biết nó quậy cái gì. Trời ơi, em thì đánh roi mây bình thường chị Hoàng Anh. Em mới đặt ra không quân phiệt thì còn vỡ nợ. Bà già em mà các chị biết rồi, dân cho vay nặng lãi mà. Nếu mà em không quân phiệt nhá, em phá ra chị tử. Bà già có tiền mà. Ngày xưa nhá, mày em, nhà mày em cho vay nặng lãi, bà rất nhiều tiền. Nhưng bà cho em đi cái xe phụ hoàng trở lỡ toàn tức ạ. Vì sao? Ngày xưa mình tức lắm mà. Nhà mình giàu cho chúng nó vay tiền, bố mẹ chúng nó đòi nợ tiền nhà mình. Mà sao mình đi cái xe cùi bắp tẩu nhất trường? Sau này mới hiểu bà hay không cho mình đi xe đẹp. Vì mình cao dạng xinh xắn, bà sợ mình đua đòi, sợ mình không học hành, chảnh mảng yêu đương. Nên là em có yêu đương gì đâu. Cờ rớt ở cùng trường thì là thích kiểu đẹp trai gì đâu. Chưa yêu bao giờ. 21 tuổi trời mới cho anh.
Em gầy như mấy chị. Thu Hòa Bùi ơi, mai đi ăn cơm với chị không? Thu Hòa Bùi, mai đi ăn cơm, cơm chiên gà của anh Dũng tài xế cũ nhà chị không? Em sợ Facebook Nguyễn Trọng Dũng, em xem địa chỉ. Mai chị sẽ nhắn cho em thấy giờ chị di chuyển đến đấy. Chị nghĩ ra tầm 12 giờ trưa nha Hòa Bùi. Răng cực trắng. Nè, bột đánh răng này cực trắng nha mấy chị, 420.000. Ủa Thu Hòa Bùi đâu nhỉ? Em gầy với mấy chị. Mọi người thấy em gầy chưa? Đó, gầy rồi nè. Thấy ok chưa? Mọi người thấy gầy chưa? Gầy rồi hề. Xong rồi mấy má kêu chứ. Con mày chắc là con mày chắc lá ngọc cành vàng, hở tí là khoe, hở tí là đăng. Mình bảo ơ kìa, mày từ bao giờ có cả luật cấm đăng con? Từ bao giờ có luật cấm đăng con đấy bà? Các bà không thích con tôi, không thích tôi, các bà có quyền lướt nhé. Ok chị Hoàng Anh, chị inbox đi rồi em gửi dây đồng hồ cho chị. Ngày kia em đi Hà Nội đấy chị. Đó, hôm qua đi nhậu đến 2 giờ sáng về, không tẩy trang, không rửa mặt, không đánh răng, không tắm, hôm qua uống rượu vang. 3 người 6 chai rượu vang mà em uống đến 3 chai mấy. Xong mà sáng hôm nay mấy chị em 10 rưỡi 11 giờ gặp nhau đi ăn phở. Các bà kia nhậu giống mình đến 2 giờ sáng. Em đi xe ôm về, tại vì hôm qua nhậu nhà mấy bà đấy. Em đi xe ôm về nhà 2 rưỡi sáng. Sau đó là em ngủ. Mà sáng nay 7 giờ rưỡi em đã dậy rồi. Em đưa Kiến đi học thêm. Kiến học từ lúc 8 rưỡi gần 9 giờ, 9 giờ. Thế là học thêm ở bên quận 7. Sau đó đưa Kiến về để nấu cơm cho ngoại với cả Kiến ăn. Rồi em phóng ngược sang quận 7 ăn tô phở Định. Ăn tô phở Định xong uống cà phê sữa ta bắp. Ăn bánh ngọt, ngồi tám chuyện đến chiều tối. Về chạy sang nhà dì Thảo chơi. Cái này á, đây tinh chất trắng da bergamot. Cái này tinh chất trắng da bergamot, cấp ẩm làm trắng da nha mấy chị. Các chị bôi cái chai này, các chị phải massage nhé. Đó. Đó. Cái này tinh chất trắng da mờ thâm. Cấp ẩm mờ thâm. Cái này dành cho da khô. Những bạn nào da khô, da thường, da bị mẫn cảm là dùng cái này ok này. Tại sao em phải dùng cái này hôm nay? Tại vì hôm nay trời bị nắng. Hôm qua thì em không dưỡng da. Sáng dậy rửa mặt xong té luôn. Không bôi cái gì cả. Đó. Đấy, kêu ra bún đậu để lấy hộp Hà Thủ Ô với lọ kem V7. Quên. Đây mấy bà, cái kem này nó đặc hơn cái kem Siren tóc. Mấy bà bôi nhẹ nhàng từ từ. Đấy.
bôi một lớp mỏng thôi má ơi. Tôi là hay quên, mà hiểu không? Tôi quên nên tôi bôi kiểu chôn giấu tình sầu rồi này. Khổ ghê rồi đó. Bôi kiểu không bổ dọc cũng bổ ngang, không phang vào đâu cũng phập vào đó. Trời mẹ ơi thiên địa. Đó. Bôi hơi dày như mấy chị. Lỡ tay bôi hơi dày. Vâng chị Hoàng Anh, để nhân viên nó ship cho chị. Tại vì em đi Hà Nội, em đi Thái Nguyên mà. Em đi Thái Nguyên đám cưới chị ạ. Kem V7 thì rất trắng và mịn nhé. Đó. Chị nhăn thâm mắt này. Chị nhăn thâm mắt 455.000. Mọi người thấy mấy mê hơi đỡ ho chưa? Mọi người thấy em mấy mê đỡ ho chưa? Đó, uống bổ phổi đấy. Uống bổ phổi cho mấy bà. Trời ơi, uống bổ phổi kiên trì mỗi ngày 2 viên 7 ngày nay. Giảm ho lập tức luôn. Cái kem trị nhăn thâm mắt này 455.000 cực kỳ hiệu quả. Nó tinh chất collagen thôi bà, vàng 24K. Đó, dưỡng môi, dưỡng mỏ. Đó. Trời ơi mẹ, bôi kem dưỡng xong thì nhạc vào lời chia tay không? Mặt vào người chia tay mấy bà. Trời mẹ thiên địa. Đấy, tôi bôi xong tôi mới thấy là gì? Cuộc đời này, nhạc vào lời chia tay là tôi đây. Bôi dưỡng thể vào. Đó. Em thuộc cái dạng là, à, mai sinh nhật chồng em đấy các chị. Mai sinh nhật chồng em ở trên giấy tờ nhé. Còn chồng em sinh nhật à, cái ngày thật là ngày 17 tháng 2. Em sinh nhật 18 tháng 2. Em cả chồng em sinh kênh nhau một ngày. Em là 18 tháng 2 1986. Chồng em là 17 tháng 2 1986. Nhưng mà trên giấy tờ của chồng em thì là 26 tháng 6 1986. À quên nhầm. Trên giấy tờ chồng em là 26 tháng 6 1986. Ngày sinh nhật thật chồng em là 17 tháng 2 1985. Em là sinh nhật là ngày 18 tháng 2 1986. Nhưng trên giấy tờ là 18 tháng 2 1985. Đó. Bà Tũng với cả bà Lan là hai bà. Bà Tũng thì muốn ghi nhanh thêm một tuổi để cho con tống cổ đi học cho lẹ. Còn bà Lan thì ghi con là xuống một năm. Vì lúc ấy là bà nội bế ông Louis từ Campuchia về.
Đó, thế là ghi giấy tờ nó bị lộn xộn ngọc. Ngày xưa ấy, nó đâu có giấy chứng sinh như bây giờ. Đẻ xong chỉ ra khai chứ sao giờ. Tôi ủ trắng da chốc chắc. Mạng không hiểu trắng này bây giờ làm gì nhỉ? Chồng thì ở xa rồi, trắng này làm gì? Tự dưng lú lợ hỏi, thấy cái mặt trắng, bôi kem dưỡng trắng quá. Chả hiểu để làm gì luôn mấy bà. Đấy, tôi cũng khổ mình, khổ thân tôi vậy đó. Cái lúc chồng ở đây thì không bôi. Cái lúc chồng ở đây thì không bôi cho trắng ra, để đen xì xì. Giờ chồng đi mẹ rồi bôi. Mà còn đang tích rẻ cái hộp à, cái hộp là Diamond White. Đang uống dở, mới uống được có mấy viên. Tại vì ăn nhậu cho cố vô, toàn uống mấy cái thải độc gan với chi độc gan thôi. Toàn uống gan với cả, uống gan với cả phổi. Quên mất là phải da trắng, dưỡng trắng. Ủ trắng da chốc chốc này đỉnh cao rồi. Ơ mấy bà xem mấy bà không comment à? Các bà sợ tôi chửi hay sao các bà không comment? Hả mấy mẹ? Mấy bà sợ tôi gì mấy bà không comment thì trời. Tôi cứ chửi bà lại cười đi. Cái này á dưỡng thể ấy. Hết 3/4 chai rồi, 325.000. Mấy má ấy sợ tôi chửi này. Xem không dám comment. Trời thần thiên địa. Thế Hưng em Trang dùng mỹ phẩm gì mặt mụn? Dạ không phải mụn ạ, vết thâm anh ạ. Vâng, em cảm ơn chị Hương Xuân Nguyễn Thị. Cái bọn sân si em nó đông lắm chị. Bọn sân si em nó cực kỳ đông luôn. Mà khổ chúng nó đâu có biết là mỗi một ngày em lên mạng em đăng hình con em là niềm vui, là thú vui tao nhã của em chị. Thú vui tao nhã của em là đăng hình con. Để em đi lấy cốc nước em uống một số cái vitamin nữa chị. Để em uống vài viên vitamin cho đẹp cửa đẹp nhà. Đấy, mấy hôm nay đấy, mấy hôm nay là uống viên bổ phổi. Nó giảm ho liền luôn mấy bạn. Viên bổ phổi. Em là luôn cuộc đời gắn liền với cặp đôi vàng trong làng bổ phổi bổ gan. Tối hôm qua nhậu mà. Tối hôm qua nhậu đến 2 rưỡi sáng, 2 giờ về nhà 2 rưỡi. Cuộc đời ta nói ấy. Cuộc đời em nói với chị nghe. Em phải trung thành với bổ phổi bổ gan. Chết sớm một cái mấy con đĩ mặt lồn ghét mình nó cười. Nó được cái đà vỗ tay ấy chị hiểu không? Nách phải trắng. Ngày xưa lúc bệnh thâm không chịu bôi sửa đâu quay. Chặt con gà dạng háng. Dạng háng ngã ngửa lên rời. Nó nhìn thấy cái bệnh mình bị thâm đen. Đấu má đĩ mẹ chúng nó. Nó chụp lại cái khoảnh khắc mình bị ngã bị mất cân bằng ấy. Ngã ngửa ra dạng háng lên rời. Thế à, bệnh nó bị thâm đen nữa chị hiểu không? Địp mẹ chúng nó. Đấy địp mẹ chúng mày, đấy là bức hình của 7 năm trước. Nhưng bây giờ bố mới trắng rồi nhá, mấy con lồn. Tổ sư bố chúng nó với chị ạ. Nó canh cái chỗ nào mình xấu nhất nữa. Nó up lên đấy, bây giờ em này, đó. Sờ nâu quai này, đấy. Trắng nách ngon lành cành đào. Bà có một hộp này anh bà Hoàng Anh. Bà có bị thâm nách không? Mùa hè đến các bà đừng có dơ cái... cái cặp cánh của các bà mẹ mày đen xịt lên kinh bỏ mày.
Đó. Thì mẹ quên, có vết thâm ở đây mà quên. Đó, đây này. Có vết thâm này, đấy, vết thâm này do này đấy. Va mẹ nó vào cái cây sắt ở ngoài nghĩa trang đấy. Vết ghẻ ở chân. Người chân toàn ghẻ. Đi ngủ chứ mấy bà. Có đi ngủ chứ, em đi ngủ đây. À cái viên bầu về rồi nha mấy chị. Viên bổ bầu về rồi nha, 750.000. Giá viên bổ bầu đang rất cao nha. Giá viên bổ bầu đang rất cao nha mấy chị. Đó, chị nào chuẩn bị có bầu ha. Đó, là vui lòng mua cái này sớm đi. Thôi đi ngủ nha. Hôm nay đi hơi nhiều, hơi mệt. Em đi ngủ đây. Bye bye các chị. Đi ngủ bởi vì là còn phải mai dậy, nhiều việc nữa. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Vào ôm con kiến. Tại vì nói với nó là mẹ vào mẹ ôm con ngủ. Bye bye các chị.